Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 của hai bộ sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu thực hiện từ năm 2021-2022. Cụ thể, với bộ sách lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống, giá sách giáo khoa 10 môn học, tương đương 10 cuốn là 179.000 đồng, còn bộ Chân trời sáng tạo có giá 186.000 đồng. Với sách giáo khoa lớp 6 mới có giá 245.000 đồng một bộ và 234.000 đồng một bộ, chưa kể sách tiếng Anh. Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có hai đầu sách, học sinh các trường sẽ chọn một trong hai đầu sách. Cụ thể, một đầu sách có 2 cuốn, giá 76.000 đồng và một đầu sách có 1 cuốn, giá 89.000 đồng. Như vậy, tính cả sách tiếng Anh, mỗi bộ sách giáo khoa lớp 6 có giá trên 300.000 đồng một bộ. So với sách giáo khoa hiện hành, sách giáo khoa mới xuất bản theo phương thức xã hội hóa có mức giá cao hơn rõ rệt, nhưng đều nằm trong khung đã được quy định.